Anh vịt ơi, các thành viên trong Hero Team nuôi thú hết rồi mà anh chưa nuôi con gì à? Mình xin lỗi các bạn đi, ngày hôm nay nhá, mình sẽ dẫn các bạn đi cùng với mình để cùng tìm kiếm xem rằng là liệu nếu mà tất cả các thành viên còn lại trong Hero Team đã có một em pet rồi, đã nuôi thú rồi thì Mr. Beat sẽ nuôi thú cưng gì nha mọi người ơi. Ok, mọi người tin là mình đang có thú cưng không? Nope. Mọi người không biết đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ chính thức cho các bạn gặp pet của Mr. Beat xem em nó xinh như thế nào nha mọi người ơi. Và mình sẽ để cho các bạn đặt tên cho thú cưng của mình luôn nha. Nhớ xem từ đến cuối video clip và để lại comment xem đặt tên gì là hợp lý nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm luôn nào. Let's go. Thấy mọi người đăng video mà kiểu khoe pet rồi có nhiều thú cưng, cái nhìn cũng thèm mọi người ạ. Tính ra là từ ngày xưa đến nay, nếu như các bạn thắc mắc là tại vì sao mà anh Vịt xuất hiện trong các video mà mình đều hay kiểu không muốn cho mọi người nuôi pet hay là không đồng ý mỗi khi mà có một thú cưng nào xuất hiện ở trong Hero Team. Không được nuôi! Vì là muốn nuôi một con gì đó là mình phải học cách chăm sóc nó ăn gì, nó bị bệnh ra sao. Mình phải có trách nhiệm với nó, không mỡ một mai nó thành con thỏ thui ra. Đấy, thực ra lý do là bởi vì là từ ngày xưa đến tận bây giờ các bạn, mình là một cái người mà mình là một chính thức là có yếu tố và có tiền tố của một con sen các bạn. Tức là mình thực sự mình rất là yêu động vật, yêu chó mèo. Và nếu như bạn nào mà theo dõi Facebook của mình nhiều á thì bạn có thể nhìn thấy rằng là mình rất hay đăng mấy cái video mà chuyện trò hoặc là những cái video mà mình ôm những bé chó bé mèo mỗi khi mình có dịp đi chơi, đi du lịch hoặc đi công tác ở đâu đấy mà mình gặp bất cứ con động vật nào thì hầu như trừ rắn rết, bọ cạp với cả cá sấu, cá mập ra nha. Bởi vì những con đấy là mình không nựng nó được các bạn. Mình mà nựng nó là nó nựng mình cái là mình đầu thai luôn các bạn. Thì những cái bé pet khác thì mình cảm thấy rất luôn luôn là yêu thích, và cũng như là mình thấy là những cái con động vật dù nó nhỏ nhỏ thì nó cũng sẽ đều có một cái ý nghĩa của nó và nó đều rất là cute. Nên là mình thường xuyên là mình hay có những cái video mà mình đăng ở trên story trên Facebook các bạn, là mình ôm chúng cũng như là mình vuốt ve chúng. Thì các bạn đủ hiểu là nếu mà một người mà không có sở thích đối với động vật ấy hoặc là ghét động vật thì chắc là không thể nào mà có những cái khung cảnh đấy được đâu. Nhưng mà có một điều lý do vì sao mà mình rất là thường hay kiểu ngăn cản các thành viên khác mà mỗi khi mà họ có ý định là chuẩn bị nuôi pet hoặc làm một cái gì đấy, mà đại loại là mình thấy người ta chuẩn bị nuôi một con gì đấy thôi là mình đã chậm rồi các bạn, là bởi vì mình rất là sợ. Mình rất là sợ cái cảnh mà một mai mà kiểu các cái bé pet nó bị chết hoặc là nó không còn tồn tại nữa thì mọi người sẽ kiểu bị đau lòng ấy và mọi người sẽ khóc rất là nhiều. Thành ra là mình bị sợ cái cảm giác đấy rất là nhiều, nên là thay vì phải tìm cách để mà khắc phục nó thì mình thường hay nói với cả các thành viên trong team là thôi, tốt nhất là không nuôi và không làm gì cả. Đừng có nuôi bất cứ một con gì cả là tốt nhất, bởi vì các bạn nuôi xong các bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm để mà chăm sóc cho pet hay là không có biết để làm một cái điều gì đó đúng đắn với cả cái con pet của mình ấy, mà để nó phải mất đi ấy, thì điều đấy rất là buồn và thực sự là đấy là một cái nỗi bất hạnh rất là lớn. Thành ra mình đã có một cái lệnh đấy là chặn toàn bộ công ty, không một ai nuôi pet cả từ suốt những khi mà chúng mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh và mới làm việc và bắt đầu sống cùng với nhau là mình đã hoàn toàn không cho mọi người nuôi pet. Nhưng mà đến khi mà chúng mình sang một cái nơi mà các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp và nó rất là rộng rãi như thế này thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Thực sự bản thân cá nhân mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là cái niềm vui của mọi người đối với một cái con động vật nào đó, với một chú pet nào đó thì nó sẽ là một cái gì đấy rất là hạnh phúc. Và mình băn khoăn giữa việc là không cho mọi người nuôi pet hay là chấp nhận để cho mọi người nuôi pet và nhìn thấy cái cảnh mà các thành viên trong team mình, các bạn ấy được vui vẻ, được cười nói và được hạnh phúc khi mà bưng một con động vật mà các bạn yêu thích trên tay. Mình thực sự mình đã nghĩ về điều đấy rất rất nhiều lần và mình bị đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, và cuối cùng thì mình có một cái kết luận cho chính bản thân mình rằng đấy là hãy để cho các bạn ấy được làm những điều bạn ấy muốn. Một cái con động vật khi mà đến với các bạn ấy, dù nó là vì lý do gì đấy các bạn ấy thích mua hay là các bạn ấy được cho tặng hoặc là các bạn ấy nhặt được nó ở đâu đó, thì nó cũng là một cái duyên, nó giống như con người các bạn. Chúng ta gặp được nhau thì nó là một cái duyên, và mình nghĩ là những cái con động vật đấy nó cũng có một cái duyên nhất định đối với cả các bạn ý. Thì cớ gì mà mình lại ngăn cản cái việc mà những cái con động vật đấy nó có những khoảng thời gian hạnh phúc đối với cả những cái người chủ mới, và bản thân các bạn trong thành viên trong Hero Team các bạn sẽ cảm thấy được vui hơn, được hạnh phúc hơn khi mà có những cái chú thú cưng trên tay. Và dù cho nếu như những cái con động vật đó mà nó không may mắn, nó có qua đời hay là có ra sao đấy thì bắt buộc có những chuyện tồi tệ phải xảy ra, thì các bạn trong Hero Team, những thành viên trong team mình, các bạn ấy mới có cái kinh nghiệm để mà gọi là được biết cách để mà chăm sóc một cái con động vật theo đúng nghĩa.
Và nếu mà có những chuyện xấu xảy ra thì có lẽ nó là cũng là cái điều mà các bạn ý không mong muốn, bởi vì mình đã chứng kiến Sim, rồi Sam, rồi Kai, rồi Phong, hay là các bạn ý sẽ phải khóc vì khi mà cái con động vật đấy nó qua đời thì các bạn ý thực sự đã khóc rất là nhiều, và thậm chí khóc rất nhiều ngày, và đến tận bây giờ thì cũng đã nhiều năm. Có những cái mà mình không tiện chia sẻ bởi vì nó sẽ là cái quyền riêng tư, quyền cá nhân của các bạn ý. Các bạn ấy sẽ tự tìm cách để mà có thể chia sẻ hoặc là giấu kín. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình có thể nói rằng là nếu như các bạn nhìn vào lịch sử hình thành phát triển của Hero Team á, có bao nhiêu chú pet mà đã từng xuất hiện ở trên video thì bây giờ chúng ở đâu? Thì các bạn có thể tự suy nghĩ. Còn đối với mình thì hiện tại các bạn ấy đang hạnh phúc và các bạn ấy đang có một cuộc sống mới, thì những cái niềm vui nho nhỏ mới hay là những chú pet mới đến thì mình cũng nên đón nhận cái việc đó, và mình tin là sau một hành trình rất là dài thì bây giờ các bạn đã có kinh nghiệm hơn rất là nhiều. Và bản thân mình cũng muốn là cũng có những cái nội dung hay, có những cái nội dung mà nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó mang đến cho người xem những cái thước phim mà nó quý giá đó. Bản thân chúng mình cũng cảm thấy vui bởi vì chúng mình cũng có thể có những phút giây hạnh phúc đối với những chú động vật, đúng không? Nên là mình đã ra một cái quyết định nó chưa từng có của Hero, đấy là mình cho phép mọi người được quyền nuôi pet. Đây là một cái luật chơi chung mà không phải mình quyết định từ sở thích hay sở ghét của cá nhân mình để áp đặt lên tất cả, mà mình phải nhìn vào cái việc là mọi người có hạnh phúc hay không, hay là thực tế rằng là mọi thứ nó diễn ra như thế nào, và mình đã phải đấu tranh tâm lý rất là nhiều. Thôi được rồi, mình tâm sự một xíu cho bạn nghe thôi, để cho bạn hiểu lý do vì sao mà Hero trước đây thì gần như là quay clip nào anh Bịt cũng xuất hiện và kiểu không nuôi pet, và lúc nào kiểu cũng quát mắng. Thực ra không phải đâu bạn, mà là đấy là nội dung mà các bạn ý muốn gọi là làm content, hoặc là các bạn muốn là em nhận nuôi con pet này nhé, và anh tỏ ra hung dữ một xí cho bé pet này nó được xuất hiện theo một cách gọi là rất là hoành tráng. Và nó có một cái câu chuyện thì mình bảo ok. Chứ còn thực ra thì nếu như bạn nào mà theo dõi Facebook của mình nhiều thì thấy rằng là mình đang story và mình vớt về những con vật đấy rất nhiều, chứ nó không có hung dữ trên video các bạn. Đấy chỉ là gọi là nội dung, nó chỉ là diễn thôi. Ok, còn hôm nay mình sẽ quay một cái vlog có một chú pet mới của mình, và các bạn cùng xem đấy chú pet gì nhá. Mình sẽ dẫn các bạn đi tìm nó, bởi vì mình mới phát hiện ra nó cách đây tầm khoảng vài hôm thôi. Nhìn chung nó rất là cute. Đi tìm nhá. Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Để mình tự hỏi bạn nhân viên shop nhá. Hello. Hello. Em ơi, con cái con màu xám xám đâu rồi? Con mèo à. Chị gì? Chị sao nó bắt con mèo ơi? Ngày trước khi mà xong cái này thì mình có một cái bảng này các bạn. Cái bảng này mình cũng được tặng các bạn. Bảng này là của bạn Đức Anh, một bạn gọi là lead cũ ở bên phòng TikTok của bên mình tặng cho mình. Nhưng mà mình để đâu mình không nhớ các bạn. Thế khi mình dọn phòng xong mình muốn tìm nó để mình treo lên giống các thành viên khác thì mình tìm không ra. Much later. Ok, mình đã tóm được nhân vật chính rồi các bạn. Đây các bạn. Cưng không cưng? Hôm qua mình mới phát hiện em bé mèo này ở dưới shop, và mình mới phát hiện ra là từ bao nhiêu lâu nay thì có một bạn này, bạn ý xuất hiện ở trong cửa hàng của Hero Team. Và mình cũng khá là bất ngờ khi mà thấy bé mèo này xuất hiện trong cửa hàng, và mình kiểu ủa con gì đấy, sao lại ở đây. Và sau đó thì mình nhận được cái thông tin đến từ phía các bạn nhân viên của cửa hàng Shop Hero, thì bé mèo này là bé mèo của Shop Hero đang nuôi. Và em bé này thì có một cái tên nó rất là thú vị. Thực ra là em bé này đã có tên rồi, nhưng mà mình nghe tên nó hơi mắc cười. Nó tên là gì ta? Remix. Chú mèo Remix. Và mình kiểu what? Sao con mèo lại tên là Remix? Và sau đấy thì chú bạn mèo này trông rất là cute. Đấy, bạn ấy đang đi ngắm phòng mình này mọi người. Đang đi ngắm phòng mình này. Hello con. Gì đấy? Sao thế? Nhìn phòng của vị đại ca lạ lắm hả? Con chưa bao giờ lên trên này đúng không? Mới đúng không? Rồi đi tham quan phòng đi. Nhìn mới lắm đúng không? Ê, nó chui ở trong cái tường. Ê, đừng chui đấy con. Con chui ở đấy là không lôi được đâu con ơi. Sao thế? Đổ tô chơm không? Chơm không? Em đi đâu vậy? Em đi đâu đây? Em đi đâu đây? Em bé ơi! Em bé mèo ơi! Yêu rồi! Sao? Dày thúi lắm! Kinh tởm! Vâng, các bạn có thể thấy là bạn mèo này đang rất là tò mò khi mà lần đầu tiên được lên phòng Mr. Vịt. Và đây là lần đầu tiên mình bế bạn đi lên đây. Bạn ấy đã rất là lớn rồi. Và đến và ngày trước là mình ở bên công ty cũ, kiểu mình ít khi mà mình sang bên phía shop ấy, thành ra là mình cũng không biết đến sự tồn tại của bạn mèo này.
cho đến lúc mà nhân viên shop nói rằng là đây là mèo của shop, và thành ra mình mới biết là à, hóa ra shop mình đang nuôi một bé mèo mà mình không biết. Các bạn nhân viên đã chăm sóc bé mèo này có lẽ là từ khi nó còn bé, và bây giờ thì nó đã lớn rồi. Và sang bên này thì mình mới phát hiện ra là ồ, tức là shop Hero đã có một em mèo hả? Mình cũng không biết là em mèo này tên gì. Xong rồi mình mới hỏi thì mới biết là tên của bạn này là hiện tại đang gọi là Remix. Nhưng mà ở trong công ty mình, các bạn biết không, trong công ty mình có rất nhiều người đã đặt cho nó những cái tên khác nhau. Ví dụ như Mimi là Mimi sẽ gọi bé mèo này là con Pepsi. Và mình nghĩ rằng là ok, nếu như mà có một bé mèo gọi là của Shop Hero thì mình sẽ làm review cho bạn coi, bởi vì không có lý gì tất cả những em pet khác được lên hình mà riêng bé mèo này là nhân viên của Shop Hero. Mình nghĩ là các bạn nào mà hay qua địa chỉ 385 đường tên lửa cũ của Shop Hero mua đồ ấy, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy em mèo này rồi. Và mình nghĩ là nếu mà không cho em ấy lên video là một cái điều gì đó rất là thiệt thòi. Mà bản thân mình cũng muốn mua nuôi một con pet, nhưng mình thực sự rất rất bận các bạn ạ, mình rất bận luôn á. Mình không có thời gian, và mình biết rằng mình không có đủ năng lực để chăm một cái bé pet nên mình đâu có dám nhận nuôi đâu. Và tự nhiên bây giờ có một em pet rất là hay. Ê, cái gì á? Bạn ơi, định làm streamer hả? Hay em muốn livestream không? Bật livestream tối cho lên livestream nhá. Cái gì vậy bạn ơi? Con ơi, bật livestream cho con lên TV nhá. Sao vậy? Ngửi hít, lạ lắm. Mới vào phòng lạ lắm. Chưa được lên trên này mà. Lạ lắm, mò. Nào lại quậy ở tôi, Quậy. Nào đừng chui vô trong đấy, ổ điện nó giật thành con mèo thui bây giờ. Nào lại định nhảy lên nóc. Đang tìm, đang mò xem chỗ nào vui để nghịch đó. Nào quậy, nào quậy. Trời ơi, nhìn nó quậy các bạn ơi. Bạn nhìn nó quậy. Lần mò. Xuống đây con. Thôi nào. Khuyên chân à. Trời đất ơi, đào thành con mèo thui bây giờ. Trời ơi, cái ổ điện. Ôi con ơi, đi ra ngoài. Đi ra đây. Con chui ở trong đấy là con là nguy hiểm lắm, toàn dây điện thôi, đi ra ngoài. Thôi. Không nghịch. Xuống ngay. Xuống thế này. Rồi, đấy, nghịch dưới này thôi. Trong kia nhổ điện lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì nữa gì? Nhìn đi. Hiện tại thì để mà gọi em mèo này thì tên là Remix các bạn, là cái tên mà các chị dưới nhân viên Shop Hero ở ngay dưới lầu trệt của Hero Team. À quên, tranh thủ quảng cáo các bạn tí. À, hiện tại thì bọn mình đã làm Shop Hero rồi. Địa chỉ của mình là 39 đường 37 khu đô thị Vạn Phúc nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn nào mà muốn mua đồ của Shop Hero hoặc là có thể gặp được chúng mình nhé, thì các bạn có thể đến địa chỉ này 39 đường số 37 khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì các bạn có thể sang bên này để gặp chúng mình hoặc là để mua đồ. Mà nhớ là nếu mà muốn gặp chúng mình thì chỉ có thể gặp vào tối ngày thứ bảy thôi. Thì bọn mình sẽ dành một chút thời gian dành cho Shop Hero. Thì thời gian đấy thì chúng mình sẽ làm một cái lịch để có thể xuống đấy giao lưu cùng các bạn hoặc là ký tên cho các bạn. Chứ còn nếu mà vào các ngày trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình sợ những ngày đấy mình sẽ bận cái on set quay các bạn, nên là rất là khó để có thể gặp các bạn được. Nên là nếu mà muốn tìm chúng mình, mục đích là tìm chúng mình thì sẽ là tối thứ bảy nha. Còn nếu mà các bạn muốn chỉ đơn giản là qua bên Shop Hero để mua đồ thôi, thì có một cái shop mới rất là lớn và rất là đẹp ở ngay dưới chân của tòa nhà của Gaming House của Hero Team luôn, thì các bạn có thể sang. Bây giờ mình cũng không biết là mình nên gọi bé mèo này bằng cái tên của nó là đang được đặt là Remix, hay là mình sẽ đặt một cái tên khác, mà mình rất muốn được đặt một cái tên khác, một cái tên mà mình cảm thấy thích. Thôi đừng chui vào đấy con ơi. Vâu, Mỹ ơi, trời đất ơi. Ra đây nào, meo. Chui đuôi chi hả? Ra đây nào. Hello. Chết rồi, nó chui ở trong gầm rồi. Nó chui tít trong gầm các bạn, nó bây giờ làm sao để lấy ra ta. Ra đây con. Ngoài này vui lắm nè. Mỹ ơi. Đây nào, đúng rồi, ngoan lắm, ra đây. Ra đây. Đây con. Chắc là nó sợ các bạn, nó sợ bởi vì đây là lần đầu tiên lên phòng mình và đang núp ở trong đấy để tìm chỗ gọi là chỗ phòng thủ an toàn nhất. Các bạn nhìn thấy không? Chui tuốt trong đấy rồi. Mèo ơi. Doraemon Chainse Ko Deki. Alo. Rồi. Nằm luôn trong đấy rồi. Hôm nay bây mình phải chui vào đấy bắt mèo. A few moments later. Chạy không ạ? Mimic ơi. Mimic. Hello. Thế hả con? Rồi, ôi sao cứ chạy linh tinh thế? Thôi đừng chạy nữa. Xin lỗi. Biết là sợ rồi. Biết là mới là ngại rồi. Thôi ngồi đây xin lỗi. Ngồi đây. Nằm xuống. Đúng rồi, nằm đây. Đấy, có phải phê không? Dịch vụ massage Mr. Vịt cực mạnh.
quá là đã, cực chiêu. Đấy, nằm đây có phải sướng hơn không? Chui vô gầm ghế chứ trời. Kỳ cục. Đó, phê không? Quá đã. Nào, nằm đây tận hưởng, nằm đây tận hưởng. Nằm đây phê phê. Phục vụ mình còn, đúng rồi, phê. Đúng rồi, nằm đây nằm phê nằm. Phê trá. Được anh vịt, Mr. Vịt đẹp trai ngồi massage body, massage mông. Đã quá. Và theo các bạn thì nên đặt tên cho bé mèo này tên là gì hả các bạn? Mình rất muốn đặt cho nó một cái tên, bởi vì nếu như các bạn thích bé mèo này thì mình sẽ chăm chỉ quay video về bé mèo này hơn. Có thể là mình sẽ mua một vài cái đồ cute cute đấy cho bạn mèo này, bạn ấy mặc. Hoặc là mình sẽ đưa bạn ý gọi là làm mấy cái thử thách challenge cùng với chúng mình hơn. Biết đâu có mini game với bạn mèo này thì sao, thì nhìn nó sẽ vui đúng không? Ok, bé mèo này hiện tại đang là một bé mèo. Các bạn nào biết giống mèo này, mèo anh lông ngắn không? Đây là mèo anh lông ngắn, nếu mà mình không nhầm hôm nọ mình hỏi các bạn shop, không biết các bạn nào có biết về mèo thì có biết là bé mèo này giống gì không. Các bạn mình cũng không có kiến thức về chó mèo nhiều lắm. Mình cũng không biết bé mèo này thuộc giống gì. Các bạn nhân viên shop thì nói là mèo anh lông ngắn. Tai của bé này thì có vẻ là tai cụp nha các bạn ơi, nó không cụp lắm, nó cũng hơi vểnh vểnh lên, nhưng mà loại nó không phải là tai thẳng đứng. Mà bé mèo này thì trông rất là đẹp và rất là cưng. Ú nu ú nần luôn các bạn. Cuộc sống khổ cực khiến bạn ý bị tăng cân. Đó, và đang ú nu ú nần. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bé mèo này. Và nếu như bạn nào muốn thăm bé mèo này thì có thể đến với cả Shop Hero, địa chỉ 39 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc nha, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn mèo này sẽ xuất hiện ở dưới shop. Và nếu như mà gặp Hero Team không được thì thôi gặp bạn mèo này cũng được. Và mình sẽ quyết định là chờ các bạn đặt tên nha. Các bạn hãy cho mình một cái comment xuống dưới rằng các bạn muốn nghĩ rằng là nếu như là Mr. Vịt đặt tên cho bạn mèo này thì cái tên nào sẽ là hợp nhất nha, để mình có thể đặt một cái tên riêng cho bạn mèo này nha. Ok, có lẽ video của mình thì đến đây là kết thúc thôi. Mình chỉ muốn khoe với các bạn là nếu như mà mình nhận nuôi pet thì mình cũng đang có một bạn mèo chưa bự khổng lồ, chưa chinh. Đây rồi, một bạn mèo chưa cute luôn các bạn, nhìn thấy cute không? Cute không? Các anh chị nhớ qua Shop Hero mua đồ để được gặp em mèo nha. Và nhớ đặt tên cho em mèo nha. Tinh 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 tinh. Gọi là bé gì đây? Bé mưa có rồi, bé mây có rồi, bé bông có rồi, bé cam có rồi. Thì bây giờ bé này bé gì? Mình thấy là nó rất là hay leo trèo, rất là chui vô gầm. Bắt đầu tìm chỗ đấy, bắt đầu tìm chỗ núp đấy các bạn. Không biết là nên đặt tên gọi là bé gì đấy các bạn, nhớ comment xuống dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Ra đây con ơi, đây, bé đi chơi nào, bé xuống dốc chơi nào.